Tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 của người tuổi Tỵ, cơ hội ngập tràn, hãy mau nắm bắt. Xem tử vi tháng 5 âm lịch năm quỷ Mão 2023 thấy rằng tháng 5 đem lại cả nhiều điều may mắn cho người tuổi Tỵ trên phương diện của cuộc sống. Còn giáp này nên nhanh chóng nắm bắt lấy cơ hội đến với mình nếu như muốn cuộc sống bước thêm một trang mới tam hội phù trợ còn giáp này xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa bạn thậm chí gặp gỡ được quý nhân và được giới thiệu cho những cơ hội phát triển đáng quý nếu bạn có thể thể hiện được điểm mạnh của bản thân thì cơ hội thăng tiện gần ngay trước mắt tất nhiên để gặt hái được thành công thì bạn vẫn sẽ cần phải bỏ công bỏ sức ra làm việc tình hình tài chính cũng có những bước chuyển mình đáng kể, nhờ vậy mà bạn không cần phải quá lo lắng tới chuyện chi tiêu như trước đây. Còn giáp này tạo dựng được lòng tin với khách hàng nên lượng khách đổ về mua hàng ngày một đồng đúc. Ngoài ra bạn cũng phát hiện ra được điểm mạnh của mình để có thể phát triển đúng định hướng. Phương diện tình cảm cũng có nhiều các tình chủ đào hoa xuất hiện. Người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ các đối tượng triển vọng. Thêm vào đó, bạn còn rất cởi mở và thân thiện, vì vậy bạn dễ gây được thiện cảm với những người khác ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Tuy nhiên, với những ai đã lập gia đình thì bạn nên chú ý giữ khoảng cách với người khác. Xem tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 của người tuổi tỵ luận về các phương diện trong cuộc sống. Một, luận về phương diện công danh sự nghiệp. Tháng năm âm lịch tức tháng mậu ngọ thấy rằng sự nghiệp của người tuổi tỵ có cơ hội bước sang trang mới. Nếu bạn có thể nắm bắt được thời điểm thích hợp để khẳng định bản thân thì khả năng được cất nhắc là rất cao Tam hội chiếu mệnh các mối quan hệ xã giao thuận lợi giúp bạn gặp gỡ được quý nhân, thậm chí đối phương còn là người bạn đã quen biết từ trước đó. Người này sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội công việc rất chuyển vọng. Nếu giảm nắm bắt và chịu bỏ công bỏ sức làm việc thì ác gặt được thành công. Người trẻ tuổi cũng dần dần tìm ra định hưởng công việc của mình. Nhờ đó, bạn không còn cố gắng một mình mà vô mục đích nữa. Cũng nhờ việc xác định rõ ràng mục tiêu, bạn làm gì cũng thấy rất hăng hải và tích cực hơn, đồng thời thấy rõ hiệu quả trong những việc mình làm. Với những người tham gia học hành, thi cử, bạn rất thông minh và ham học hỏi nên dễ nhận được sự yêu mến của thầy cô giáo, có người thậm chí còn đạt được học bổng. Với những ai đi thi tuyển, xin việc, bạn cũng dễ dàng gây ấn tượng với giám khảo hoặc nhà tuyển dụng nhờ khả năng giao tiếp khéo léo hấp dẫn của mình. 2. Luận về phương diện tài chính Bước sang tháng 5 âm lịch người tuổi tỵ không cần phải quá lo lắng về những chuyện tài chính trong tháng này. Vì có nhiều cơ hội xuất hiện ngay trước mắt, bạn chỉ cần nhanh chóng nắm bắt và cố gắng thì ắt sẽ thu tiền về đầy tuổi tam hợp xuất hiện, con giáp này sẽ không gặp những sự cạnh tranh quá gay gắt trong tháng 5 âm lịch này. Thậm chí dù có đối thủ thì họ cũng thúc đẩy bạn phát triển mạnh mẽ hơn. Thêm vào đó, nhờ có mối quan hệ xã giao hài hòa mà bạn dễ được giới thiệu cho những cơ hội kinh doanh hoặc định hưởng chính xác khiến bạn không cần phải tiêu tốn quá nhiều công sức mà vẫn có thể kiểm về nguồn lợi nhuận ổn định. Với những ai làm ăn buôn bản nhỏ lẻ, bạn gây ấn tượng tốt với khách hàng nhờ giữ được trực tính cũng như khả năng giao tiếp khéo léo. Ai từng mua hàng của bạn cũng đều cảm thấy hài lòng và sẵn sàng quay lại vào những lần sau. Người làm công ăn lương được lâm quan giúp đỡ, bạn khẳng định được giá trị của bản thân trong tập thể nên được cấp trên đánh giá cao, khả năng thăng chức tăng lương trong tháng cũng rất lớn. Vì thể mà tổ tiên của bạn sẽ luôn rủng rỉnh. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Theo tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 của 12 con giáp cho biết, con đường tình duyên của người tuổi tỵ cực kỳ hanh thông bởi bạn rất được các tinh chủ đào hoa chiếu mệnh Thậm chí bạn không cần phải chủ động cũng sẽ có người tìm tới làm quen xây dựng quan hệ với bạn. Bạn thường được người thân thiết, bạn bè giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Bạn và đối phương có thể thử trò chuyện cởi mở với nhau, rất có thể bạn sẽ nhận ra hai người có điểm chung nào đấy. Các tình Thái Dương và Thiên Diêu xuất hiện từ bản thân bạn cũng rất tỏa sản thu hút được sự chú ý của mọi người xung quanh. Tất nhiên, đào hoa là dấu hiệu tốt đẹp, dự báo cơ hội thoát cảnh độc thân. Xong, bạn đừng vì thế mà trở nên trăng hoa, giữ mối quan hệ mập mờ với nhiều người cùng một lúc. Với những ai đã lập gia đình thì cần chú ý giữ khoảng cách với những người xung quanh, trở nên buông thả theo những thú vui nhất thời. Trước khi làm việc gì bạn cần cần nhắc đến gia đình, người thân, thậm chí là cả sự nghiệp và danh tiếng của mình. Đừng để những điều mình tổn công xây đắp suốt khoảng thời gian vừa qua trở nên uổng phí. Ngược lại, bạn nên có cái cách để tận dụng các mối quan hệ trên để giúp ích cho mình, cho họ khiến sự nghiệp càng thêm phần hành thông. 4. Luận về phương diện sức khỏe Vấn đề sức khỏe cũng không có gì để lo đổi với người tuổi tỵ Bạn có cơ hội thể hiện năng lực của mình, nhưng cơ thể khỏe mạnh cũng như tâm trí lạc quan tích cực. Vì vậy mà bạn luôn sẵn sàng tham gia vào các cuộc hoạt động đối diện với các thách thức. Tháng nay, bạn mệnh có thể sẽ phải tham gia nhiều hoạt động xã giao, vì thế hãy luôn cân nhắc bản thân hạn chế uống rượu bia, ít ăn đồ nhiều dầu mỡ không điều khiển được phương tiện giao thông tỉnh táo để tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra cẩm nang vận vận cho từng tuổi tỵ vào tháng 5 âm lịch năm 2023 như sau một tuổi quỷ tỵ sinh năm 1953 mệnh thủy nam sao thái âm nữ sao thái bạch khẩu quyết quan hệ xã giao thuận lợi có cơ hội gặp gỡ quý nhân quý nhân phù trợ tuổi hợi tuổi thân tiểu nhân tuổi mão tuổi môi, màu sắc may mắn màu xanh lá màu đen hai tuổi ất tỵ sinh năm 1965 mệnh hỏa nam sao thái dương nữ sao thổ tú khẩu quyết hãy nắm bắt cơ hội và không ngừng cố gắng bạn sẽ thành công quý nhân phù trợ tuổi hợi tuổi ngọ tiểu nhân tuổi thân tuổi dậu màu sắc may mắn màu hồng màu tím ba tuổi Tinh Tỵ sinh năm 1977 mệnh thổ nam sao thổ tú nữ sao phân hận khẩu quyết tài chỉnh khởi sắc tìm kiếm được cơ hội làm ăn triển vọng quý nhân phù trợ tuổi sửu tuổi mão tiểu nhân tuổi môi tuổi thân màu sắc may mắn màu trắng màu đỏ bốn tuổi kỷ tỵ sinh năm 1989 mệnh mộc nam sao thái âm nữ sao thái bạch khẩu quyết, đào hoa nở rộ nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh. Quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi dân, tuổi hại, màu sắc may mắn, màu cam, màu đen. Năm, tuổi tân tỵ sinh năm 2001, mệnh kim, nam sao thái dương, nữ sao thổ tú, khẩu quyết, hãy chú ý giữ khoảng cách với người khác, quan tâm tới người thân trong nhà. Quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi mùi, tiểu nhân tuổi giàu tuổi ngọ màu sắc may mắn màu trắng màu đen